kho báu vàng kim cương. Lâu lắm rồi, tại một miền đất xa xôi, có gia đình ba anh em, hai anh trai và cô em gái út xinh đẹp. Cha mẹ mất sớm, luôn đùm bọc yêu thương nhau. Gia sản lớn nhất của họ là khu vườn tuyệt đẹp kế thừa từ dòng họ qua nhiều thế hệ, với vô số loại cây quý hiếm như thể một kho báu xanh. Chúng mình đã thực hiện rất tốt lời hứa cùng ba mẹ, khu vườn luôn được chăm sóc và cây trái sai triệu. Em Út là người có công lớn nhất đấy. Các cháu ơi, làm ơn cho ta qua vàng với. Bà mau vào đi ạ. À, bà bị lạnh quá rồi, sẵn có súp canh nóng để cháu lấy cho bà nha. Các cháu thật tốt với ta. Từ tối đến giờ, ta tới đâu cũng đều bị từ chối. Trái cây ngon lắm, lần đầu ta được nếm. Đây đều là trái chính từ vườn nhà cháu đấy ạ. Ừ, nhà cháu có một khu vườn trái quý như vậy sao? Dạ, với bọn cháu nó quý hơn cả mạng sống. Sáng mai bà có thể ra thăm mà. Đúng là các cháu đang có cả một kho báu. Thật là đáng tiếc nếu để mất đi những trái quý này. Dạ, ý bà là sao ạ? Lẽ nào có chuyện gì không hay sao ạ? Không lâu nữa, cả xứ sở này sẽ bị một trận hạn hán dữ dội kéo dài, khiến không một loài thực vật nào có thể sống sót được. Trời ơi, có chuyện như vậy thật sao ạ? Sao bà có thể biết được? Chỉ có dòng suối màu vàng, chim biết nói và cây biết hát mới cứu được khu vườn nhà cháu. Trời ơi, những thứ lạ lùng đó chúng cháu đi đâu để tìm được? Cứ thẳng hướng mặt trời mọc, chừng nào đến dãy núi chín ngọn nối liền nhau sẽ có người chỉ dẫn. Nhưng đây là chuyến đi có thể không trở lại. Bà ơi, bà đâu rồi ạ? Những gì bà vừa nói đều là thật sao ạ? Hãy thử đi tìm những thứ đó. Ta là chúa tiên của mặt đất, các cháu rất nhân hậu, và nếu có thể thì khu vườn của cháu là thứ xứng đáng nhất được giữ lại. Hai anh sẽ đi tìm những thứ bà tiên vừa nói. Em ở nhà trông coi khu vườn, đừng lo gì cả. Nhưng đó có thể là chuyến đi không bao giờ trở lại. Hãy cho em cùng đi với các anh với. Không, các anh dù thế nào cũng không để em phải nguy hiểm. Các anh sẽ trở về sớm thôi. Hai người anh lên đường, đi liên tục đến ngày thứ bảy thì đến được miền núi đồi san sát. 5, 6, 7, 8, 9. Đây rồi, đây chính là dãy núi chín ngọn mà bà tiên nói đến. Nhanh đến nhà ông cụ, bà tiên có dặn đến được dãy núi chín ngọn sẽ có người chỉ cho chúng ta về nơi có thể tìm báu vật. Muốn có được nước suối màu vàng, chim biết nói, cây biết hát, các cậu phải lên ngọn cao nhất màu xanh bích. Đường đi vốn là lãnh địa của các yêu tinh núi. Dù có chuyện gì hai cậu cũng phải lờ đi, bởi quay đầu lại sẽ hóa đá ngay. Ôi, cảm ơn cụ, hai anh em cháu nhất định sẽ làm được ạ. Trời ơi, em cảm thấy như có người đang đi theo phía sau mình. Thấy cảm giác ớn lạnh sống lưng, lẽ nào bọn yêu quái đã xuất hiện rồi? Ông cụ đã nói rồi, dù thế nào cũng không thể quay đầu lại. Em nhanh lên, chúng ta lên tới đỉnh trước khi vẫn còn nắng. Em đi nhanh hết sức rồi, đừng đợi em. Mục đích của ta là phải chinh phục đỉnh. Đi lên một bước nữa là chính ngươi đào mồ chôn mình đấy. Ai đang nói? Trời ơi cậu Thứ, lẽ nào cậu ấy... Không, mình không thể quay lại được. Còn lại mình nhất định không thể về tay trắng. Kẻ làm anh xấu xa, bỏ lại em mình. Chinh phục đỉnh núi làm gì khi em mình cũng không bảo vệ được. Quay lại đi, mày ra còn cơ hội cứu người. Loài người vô dụng các ngươi, đừng có hòng lấy đi báu vật của núi này. Úi da, trời ơi, trước đây mình không bao giờ bị kiếm đâm vào tay. Lẽ nào các anh đã gặp sự chẳng lành, mình không ở yên đây được nữa?
Cô em gái Út dũng cảm thẳng hướng mặt trời mọc đi, dốc hết sức lực đến được dãy núi chín ngọn, gặp ông cụ thông thái và biết được số phận của các anh. Cụ ơi, có cách nào cháu có thể cứu được hai anh không ạ? Cháu là phận gái, liệu có quá liều lĩnh? Dù hiểm nguy đến tính mạng, cháu cũng làm được, xin cụ bày cho cháu. Để có báo Phật, cháu phải lên thẳng đỉnh Ngọc Bích, nơi đường đi có rất nhiều yêu quái núi. Dù gặp chuyện gì cũng không được quay đầu. Khi xuống núi, hãy vần theo những hai tảng đá lớn gặp trên đường. Đó chính là hai anh của cháu. Cháu xin lên đường ngay bây giờ. Có phải là anh cả không? Có phải là anh thứ không? Em nhất định sẽ cứu các anh. Thiện nữ kia, biết điều thì quay gót, còn bước thêm một bước thì ngươi sẽ lập tức thành ma dại. Các ngươi đừng hù ta vô ích, ta không sợ gì hết. Cô gái tiếp tục lên đường núi, bất chấp bị yêu ma hù dọa, biến ma pháp khiến cảnh vật rùng rợn. Quay lại đi còn kịp, bằng không nơi đây sẽ biến thành bồ chôn nhà ngươi. Ta không sợ gì cả, chỉ cần ta cứu được các anh mình, cứu được khu vườn của gia đình mình. Dòng nước suối màu vàng đây rồi, mình đã làm được thật rồi. Cô gái trẻ dũng cảm, cô là con người đầu tiên đặt chân lên đỉnh Ngọc Bích. La 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 la, chủ nhân của chúng ta đến rồi, mau theo cô ấy về thôi. Kỳ lạ thay, trên đỉnh núi Ngọc Bích ảo diệu, nước suối vàng, cây biết nói và chim biết hát đã tự động nhận cô gái là chủ nhân. Ta thật sự đã làm được rồi. Còn các anh của ta bị hóa đá, ta phải đứng dậy. Làm theo lời ông cụ thông thái, cô gái đã giải thoát cho hai anh trai của mình. Họ vui mừng đoàn tụ. Khi ba anh em trở về, toàn bộ khu vườn của họ đã bị héo tàn, xơ xác như vừa trải qua một trận cháy. Nhưng lạ kỳ, khi ba báu vật được đặt xuống, lập tức khu vườn hồi phục sức sống xanh tươi. Kho báu xanh cũng là khu vườn duy nhất tồn tại trong đợt hạn hán diễn ra lúc ấy. Sau đó, ba anh em tốt bụng đã nhân giống cây trong vườn của mình, dần dần cứu lại được hệ thực vật xứ sở của họ trở lại xanh tươi. Bài học của sư phụ. Tiểu Long, ta về rồi đây. Tiểu Long, con đâu rồi? Tiểu Long, nó đi đâu được chứ? Sao nến lại tắt hết cả thế kia? Thôi chết rồi. Con xin lỗi sư phụ, con biết lỗi rồi ạ. Sư phụ ơi, người hãy tha lỗi cho con. Con đi đâu mà giờ này mới về thế? Con mau nói thật cho ta nghe. Dạ, lúc con đang nấu cơm thì có bạn Tèo nhà ở cạnh chùa ta chạy vào, cứ một mực rủ con đi xem hội thi chọi gà trong làng. Con từ chối mãi mà không được. Có thật vậy không? Thật mà sư phụ, tại bạn ấy cứ lôi tai con đi sền sệt ấy. Không phải tại bạn Tèo đâu, mà tại con sói ác trong người con đấy. Dạ, sao lại thế ạ? Con sói nào thưa sư phụ? Con ngồi xuống đây ta nói cho mà nghe. Dạ. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có hai con sói. Một con sói ác rất hung dữ, hay cáo gắt và nhiều tật xấu. Còn con còn lại rất hiền lành, lại hay làm những việc tốt. Hai con sói ấy lúc nào cũng tranh chấp và giành giật nhau.
chúng luôn muốn là người chiến thắng. Tiểu Long, theo con nào sẽ giành phần thắng? Con cũng không biết nữa, thưa sư phụ. Ta cho con nào ăn thì con ấy sẽ chiến thắng. Con nhớ nhé, nếu tự con để cho sự ham chơi dễ dãi lấn át sự chăm chỉ thì tức là con đã cho con sói hung ác trong lòng mình ăn rồi đấy. Con biết lỗi rồi, thưa sư phụ. Từ nay con sẽ không bao giờ như thế nữa. Sư phụ hãy tha lỗi cho con. Thôi nào, đến đi. Lần này ta không trách phạt con nữa, nhưng ta hy vọng con đừng bao giờ nuôi dưỡng con sói hung ác trong lòng của mình. Thôi, mau ăn cơm đi con. Con nhớ rồi ạ. Con cảm ơn sư phụ. Người mới ra tù. Vào sáng nay, nhà tù thành phố đã ra lệnh ân xá cho hơn 100 tù nhân. Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ trở thành những con người có ích cho xã hội. Ôi, mấy ông này ra tù rồi lại tái phạm ấy mà. Alo, bác John ạ, có chuyện gì không bác? Cô Linda ạ, cô về nhanh lên, bé đang sốt cao quá, tôi lo quá trời. Sao? Được, tôi về ngay. Có chuyện gì vậy cô? Bé bị sao ạ? Ừ, bé bị sốt cao, cô lo quá, về nhanh thôi cháu. Thôi chết, Mary ơi, cô không tìm thấy chìa khóa, không biết cô làm rơi ở đâu rồi. Cô tìm kỹ lại xem nào, hay là trong túi áo khoác? Không có. Cô lo cho bé quá à, mà ở đây lại không có người để giúp, phải làm sao bây giờ? Hay là cô để trong ví rồi? Không có, lúc nãy cô trả tiền đồ có thấy đâu. Hay là cô cháu mình tìm thử xem xung quanh coi có rơi ở đâu không? Vậy cháu tìm phía bên kia, cô tìm xung quanh đây xem có không nhé. Ôi, chuyện gì thế này? Sao mình lại để quên chìa khóa trong xe chứ? Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Tôi có thể giúp được gì cho cô không? Cô làm sao vậy? Ôi, ông giúp tôi với. Còn tôi đang bị ốm ở nhà, tôi cần về nhà gấp. Mà tôi lại để quên chìa khóa ở trong xe rồi. Ông có cách nào mở giúp tôi được không? Ừ, được rồi, tôi sẽ mở cửa giúp cho cô. Tìm hết siêu thị rồi mà cũng không thấy chìa khóa đâu hết. Có người đang giúp chúng ta rồi. Chìa khóa của cô đây, lần sau cô chú ý đừng để quên như vậy nữa nhé. Rất cảm ơn ông. Ông thật là một người tốt. Không có ông á, cô cháu tôi không biết làm thế nào. Cảm ơn cô, nhưng tôi không được như cô nói đâu. Tôi vừa là người xấu đấy. Ông nói sao? Vừa là người xấu? Phải, tôi đã ở tù một năm qua vì tội trộm cắp ô tô. Tôi vừa mới được ra tù sáng nay. Sáng nay ư? Đúng vậy, một năm qua tôi đã hiểu ra nhiều điều. Tôi nguyện sẽ làm lại cuộc đời, nhất định tôi sẽ làm một người tốt. Tôi đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ dùng cái móc khóa này mở cửa xe nữa. Nhưng tôi thấy nó là việc tốt đầu tiên cho quãng đời còn lại của tôi, nên là tôi làm. Chắc chắn không bao giờ, và cũng hy vọng không bao giờ tôi phải giúp ai bằng cái móc khóa này nữa. Thôi, chào hai cô cháu, tôi đi đây. Đấy, cháu thấy đấy, không phải ai ra tù rồi cũng đi theo con đường xấu đâu. Ông ấy là một người tốt, và nhất định sẽ trở thành một người tốt. Sự gian dối đáng trách. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Về nhà, các em hãy thử sáng tác cho thầy một câu chuyện cười về chủ đề trẻ em. Bạn nào làm tốt, thầy sẽ cho điểm 10. Ôi, đây là cơ hội tốt để mình lấy điểm 10.
sau này đỡ phải học thuộc lòng nữa. Cậu đã nghĩ ra chuyện gì chưa? Chưa, cũng khó phết đấy. Này, cậu có điểm văn rồi, nếu mai nghĩ ra chuyện gì thì kể tớ nghe, để tớ lên kiếm điểm nhé. Trời ơi, việc gì phải nghĩ, cậu về nhà, lên mạng tìm một câu chuyện thật lạ vào, rồi bịa là chuyện của mình, ai mà biết được. Trước khi vào bài hôm nay, thầy sẽ kiểm tra bài cũ một chút. Bạn nào có thể kể một câu chuyện cười do mình sáng tác cho cả lớp cùng nghe? Bài nào hay, thầy sẽ cho điểm 10. Thưa thầy, em ạ. Nam à, tốt, em hãy kể câu chuyện của em cho cả lớp cùng nghe nào. Thưa thầy, hôm nay em sẽ kể cho thầy và các bạn nghe một câu chuyện Mất rồi. Mất rồi à, nghe có vẻ hấp dẫn đấy, em hãy kể đi. Thưa thầy, câu chuyện của em như sau. Nhà nọ có hai cha con. Một hôm, người cha có việc đi xa, dặn con ở nhà có ai hỏi thì bảo ba cháu đi vắng, nhưng sợ đứa con mãi chơi quên mất nên ông viết vào tờ giấy đưa cho cậu bé. Tối sẵn có ngọn nến, cậu bé đem tờ giấy ra đọc, chẳng may bị ngọn lửa làm cháy rụi. Hôm sau, có người đến chơi hỏi ba cháu đi đâu. Sực nhớ ra, cậu bé bảo mất rồi. Ông khách hốt hoảng hỏi sao mà mất. Cậu bé bảo cháy. Cả lớp cười thích thú như vậy, lần này mình được 10 là cái chắc. Câu chuyện này rất hay, nhưng chuyện này do em sáng tác hay là em sưu tầm? Thưa thầy, chuyện này em vừa sáng tác tối qua ạ. Các em có tin câu chuyện này là của bạn Nam sáng tác không? Thưa thầy, không phải bạn ấy sáng tác. Em đã đọc chuyện này ở đâu đó rồi ạ. Lớp trưởng, em học giỏi văn nhất lớp, em hãy nói thầy nghe ý kiến của em nào. Dạ thưa thầy, em đã đọc truyện này ở một quyển sách rồi ạ. Bạn ấy nói dối, truyện này không phải bạn ấy sáng tác. Nam, các bạn nói thế, em nghĩ sao? Dạ thưa thầy, truyện này do em sáng tác thật mà. Nam, em có biết em đang phạm tội gì không? Dạ. Thầy thấy thật buồn vì em còn nhỏ thế này mà đã không trung thực. Em có biết truyện này được in trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9, ít nữa em sẽ học. Ngoài ra, truyện còn được in trong nhiều sách, tư liệu và trên mạng cũng có. Em nhận là em sáng tác, như vậy là đã phạm vào quyền tác giả, một tội mà pháp luật không cho phép. Ban đầu, thầy rất vui vì thấy em xung phong, hoạt bát và em kể chuyện khá hóm hỉnh. Nhưng bây giờ, thầy thấy thất vọng về em quá. Thưa thầy, em xin lỗi thầy. Là em tưởng thầy với các bạn không biết, nên em nhận bừa là chuyện này do em tự sáng tác ạ. Thôi được, em biết nhận lỗi thế là được rồi. Em cần xem đây là bài học mà rút kinh nghiệm. Trung thực là một phẩm chất cao quý của con người. Các em còn trẻ, cần nhớ lấy và rèn giũa bản thân. Các em nhớ chưa? Dạ, rồi ạ. Đơn giản vậy thôi. Ơi, bánh mì của ba thơm quá. Ê, con trai của ba dậy rồi đó hả? Đây, bánh mì ra lò mẻ đầu tiên, ba để dành cho con đó. Con mau ăn đi cho nóng. Bánh mì của ba là ngon nhất trên đời luôn. Chỉ được cái khéo nịnh ba là giỏi. Con mau ăn đi, hôm nay là cuối tuần, con phải phụ ba bán hàng đó. Vâng ạ. Ba xem bánh con nặng có đẹp không này. Đây là ba, đây là mẹ, còn đây là con đấy. Con nặng bánh cũng đẹp gần bánh ba làm rồi đấy. Bánh mì thơm thế này chắc chắn sẽ rất đắt hàng đấy ba ạ. Cháu chào cô. Cô muốn mua bánh mì loại nào ạ? Ôi, cháu dễ thương quá. Cho cô chiếc bánh mặt cười kia kìa. Chắc chắn hôm nay cô sẽ luôn tươi cười như chiếc bánh này đấy. Cô cảm ơn cháu nha. Con trai bán hàng còn giỏi hơn ba nữa đấy. Giờ ngoại khóa hôm nay, cô muốn tất cả các em chia sẻ ước mơ của mình cho các bạn nghe. Bây giờ hãy lấy ra một tờ giấy và viết ước mơ của mình lên đó.
ước mơ ư? Bạn nào muốn xung phong nói về ước mơ của mình trước nào? Thưa cô, em ạ. Được, em hãy đọc to ước mơ của mình đi John. Sau này khi lớn lên, em muốn trở thành một thợ làm bánh mì vĩ đại như ba của em vậy. Thợ làm bánh mì á, thế mà cũng ước với chả mơ. Các em trật tự nào. John, em có thể giải thích tại sao em lại muốn trở thành một người thợ làm bánh cho cô và cả lớp nghe được không? Dạ thưa cô, vì em thấy ba em thật là vĩ đại và vô cùng đáng kính. Sáng sáng, khách hàng đến mua bánh mặt cười ở cửa hàng của ba em. Họ đều cười rất vui vẻ và cảm ơn ba em. Ba em nói mỉm cười chính là hạnh phúc. Ồ, ra là vậy. Tốt lắm John. Các em ạ, ước mơ của mỗi người là khác nhau. Nhưng cô muốn các em hiểu rằng không có ước mơ nào là tầm thường cả. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.